Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Femancia. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Femancia cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Sắt fumarat, acid folic Dạng bào chế Viên nang cứng, nhỏ Công dụng Điều trị và dự phòng các loại thiếu máu do thiếu sắt, cần bổ sung sắt. Các trường hợp tăng nhu cầu tạo máu, phụ nữ mang thai, cho con bú, thiếu dinh dưỡng, sau khi mổ, giai đoạn hồi phục sau bệnh nặng. Chống chỉ định. Tiên sử mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Bệnh gan nhiễm sắt. Thiếu máu huyết tán. Bệnh đa hồng cầu. Liều dùng. Liều dùng theo chỉ định của bác sĩ hoặc dùng liều trung bình cho người lớn là. Dự phòng, một viên mỗi ngày. Điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng. Người có lượng sắt trong máu bình thường tránh dùng thuốc kéo dài. Ngưng thuốc nếu không dung nạp. Tác dụng phụ. Đôi khi có rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, đau bụng trên, táo bón hoặc tiêu chảy. Phân có thể đen do thuốc. Tương tác thuốc. Khi kết hợp cùng với thuốc hoặc các thành phần trong thức ăn, đồ uống thuốc có thể gây ra một số phản ứng. Do vậy bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiêng khem trong quá trình dùng thuốc. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Medisan Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Femancia, đồng thời biết cách sử dụng Femancia. Sao cho đúng và hiệu quả, nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.